Tóc em giờ đang bị dài quá, với là em chán để xoăn rồi. Nên là anh tư vấn cho em kiểu short quiff được À, đang muốn lột xác à? không? Vâng. Ok, người ta đang khá dài đấy. Anh kiểm tra nhé. Ok anh. Ok, em để học Swift đấy. Thì hai bên này em một cắt trắng không có cắt sách. Anh cứ cắt cho em trắng đi. Cắt trắng à? Tại vì lâu lắm rồi em chưa để trắng. Cắt trắng này muốn đông sẽ lạnh không? Sao lại không? À, Không. không ạ. À. Cái tao xong anh tặng mua liền cho. Ok chơi nhá. Ok anh. Hạnh phúc bên anh.